Good morning Vietnam. Rồi các bạn ơi, phần này chị Bí Đỡ sẽ thử trộn những cái slime màu này lại với nhau nha. Rồi ở đây chị Bí Đỡ có màu đỏ và màu cam ở đây. Rồi chúng ta sẽ thử trộn lại luôn. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé. Rồi cái này giống như một cái bánh cupcake rồi. Các bạn có thể tạo hình gì cũng được hết. Các bạn có thể ép nó ra như thế này cũng được luôn. Wow, rất tuyệt vời các bạn ơi. Cái này không biết đi làm gì đây các bạn. Rồi bên đây là mặt platform, rồi bên đây là mặt slam. Rồi để chị Bí Đỡ sẽ thử trộn cái slam ở bên ngoài nha. Chúng ta sẽ cuộn lại và platform ở bên trong. Wow. Chúng ta có thể tạo thành một hình ngôi sao đây các bạn ơi. À đúng rồi, chị Bí Đỡ có thể tạo thành một hình con bạch tuộc đi ha. Một con sao biển đi. Ok, chúng ta sẽ làm một con sao biển. Chắc nhờ ma quái kết hợp với platform thật là dễ tạo hình các bạn ơi. Các bạn có thể tự sáng tạo cái kiểu nào cũng được hết. Một con sao biển của chị Bí Đỡ đây các bạn ơi. Rất là to luôn. Rồi bây giờ đến màu xanh này các bạn ơi. Có màu hồng ở bên trong. Rồi chúng ta cũng có thể trộn lại luôn. Wow, bây giờ màu xanh nó đã trở thành màu hồng bên trong luôn rồi. Wow, rất là nặng các bạn ơi. Rồi chị Bí Đỡ sẽ cho lại vào chén này. Wow, giống một chén kem quá các bạn ơi. Rồi, tiếp theo. Màu xanh và màu cam. Rồi, chị Bí Đỡ cũng sẽ trộn cái này lại với nhau luôn. Wow, chắc nhận ở bên trong các bạn ơi. Rất là dẻo. Chị Đỡ cũng sẽ trộn nó lại với nhau luôn. Wow, bây giờ nó cứng lại với nhau như thế này đây. Ok, vậy chúng ta được hai chén kem các bạn ơi. Rồi, tiếp theo. Wow, cái này nó bị chảy như thế này. Màu xanh và màu cam ở bên trong. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé. Cũng sẽ cho vào chén này luôn. Rồi, chén kem này cũng rất ngon các bạn ơi. Rồi, chén kem tiếp theo nha các bạn. Rồi,
Dính. Rồi, chị đi đợi sẽ bỏ vào trong cái dĩa này luôn, trong cái chén này luôn. Wow, đây là một chén kem cam đây các bạn ơi, có siro ở trên luôn. Tuyệt vời. Rồi, cái chú sao biển này chúng ta có thể làm gì đây các bạn ơi? À đúng rồi, chị Bido có thể để Obi trên lưng của bạn này luôn. Chúng ta sẽ làm một cái lỗ ở đây. Rồi, chị Bido sẽ kết hợp một số Obi. Chúng ta sẽ làm cái lỗ to hơn đi nha. Wow, chúng ta sẽ cho Obi vào. Tuyệt vời các bạn ơi. Wow, dính tay chị Bido luôn rồi. Các bạn hãy vào và subscribe trên kênh Good Morning Việt Nam để trở thành thành viên của Good Morning Việt Nam nhé. Bây giờ đến chén màu xanh nha các bạn. Và Obi lên luôn. Wow, văng ra ngoài hết rồi. Rồi các bạn ơi, video làm những chén kem bằng clay foam kết hợp chất nhờn màu quái của chị Bido đến đây là hết rồi. Rồi các bạn hãy cho chị Bido biết là chén kem màu nào được các bạn yêu thích nhất nha. Chị Bido thì thích màu cam ở đây. Rồi các bạn hãy tặng cho video này một cú like và giới thiệu cho các bạn khác cùng xem nha.